Mến chào các bạn yêu thích bóng đá, trở lại với phần nhận định, phân tích, soi kèo tỷ số trận đấu vòng 2 giải ngoại hạng Anh giữa Manchester City với Norwich vào lúc 21 giờ ngày 21 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Sau khi chi đến 100 triệu bảng để chiêu mộ Grealish, Man City được kỳ vọng sẽ đạt kết quả tốt ở trận ra quân của mình. Thế nhưng, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự Tottenham và nhận thất bại 0-1 chung cuộc. Một phần nguyên nhân khiến Man City chơi dưới sức là các cầu thủ chưa nóng máy sau đợt tập trung khá muộn. Ngoài ra, những trụ cột như De Bruyne, Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte cũng chưa có thể lực tốt nhất. Cộng thêm Phil Foden và Ilkay Gundogan gặp chấn thương cũng khiến nhà đương kim vô địch không có phương án tấn công hữu hiệu. Tuy nhiên, với những ngôi sao còn lại, chất lượng đội hình Man xanh vẫn hoàn toàn áp đảo so với Norwich. Bảy chim hoàng yến vừa có thất bại tâm phục khẩu phục trước Liverpool dù đối thủ cũng không tung ra đội hình ưng ý. Mùa giải năm 2019-20, Man City đã dễ dàng đánh bại Norwich 5-0 trên sân nhà Etihad. Tỷ số này khó có thể lặp lại do đội khách đã chú trọng chơi phòng ngự hơn trước, nhưng một chiến thắng cho thầy trò Pep gần như là điều chắc chắn. Soi kèo chấp Man City với Norwich City kèo châu Á 0.862.51.02. Các chuyên gia bóng đá dự đoán tỷ số 3-0 nghiêng về Manchester City trong 90 phút thi đấu. Còn ý kiến các bạn như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Để ủng hộ kênh các bạn bấm like, nhấn vào chuông để nhận thông tin mới nhất. Mến chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.